Thưa quý vị, chúng ta đã bước vào cửa ngõ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng công nghiệp 4.0. Với lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật giàu tiềm năng, bộ máy lãnh đạo đổi mới, ngành bưu điện Việt Nam đã và đang xây dựng những bước phát triển mới trên con đường hội nhập về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Vì đó là xu thế của thời đại. Đây vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức cạnh tranh mạnh mẽ của ngành bưu điện Đà Nẵng nói riêng và bưu điện Việt Nam nói chung. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành bưu điện Việt Nam, 15 tháng 8 năm 1945, 15 tháng 8 năm 2023. Đến hẹn lại lên, Hội thao bưu điện thành phố Đà Nẵng được tổ chức là sự kiện mà toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động mong chờ nhất. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát triển phong trào luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, rèn luyện thể chất để thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua đó còn là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong toàn thể người lao động tại các chi nhánh quận huyện. Khi mà nền kinh tế phục hồi trở lại thì chúng tôi quay trở lại tập trung vào phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo cái tính cạnh tranh ở trên thị trường bưu chính viễn thông. Và mới đây thôi, từ ngày 1 tháng 8 thì thực hiện chỉ đạo từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, chúng tôi đang tổ chức đợt thi đua về đích 150 ngày đêm để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023. Tinh thần anh em bưu điện rất là phấn khởi và quyết tâm để mà phát triển sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động. Song song với việc đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông, hành chính công, Bưu điện Đà Nẵng đã từng bước phát huy tối đa thế mạnh mạng lưới, điểm phục vụ rộng khắp trên địa bàn thành phố để khai thác tiềm năng của thị trường, đồng thời đưa những chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đến gần hơn với người dân, như tổ chức tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp tại tất cả điểm giao dịch và các bưu điện xã trên địa bàn thành phố, giúp người dân thuận tiện trong việc di chuyển, tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm tải áp lực cho bộ phận một cửa của sở ngành địa phương, đảm bảo 100% đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, được chi trả đúng hạn và đúng chế độ đã nhận được sự ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương vì tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và thực hiện. Đối với chúng tôi, những cán bộ hưu trí thì cũng theo dõi, rồi cũng thấy rằng là tự hào về sự phát triển của ngành. Và với cái phát triển như vậy thì thành phố chúng ta nói riêng và đất nước chúng ta nói chung chắc chắn là sẽ có những cái vững mạnh, bảo đảm được cái đời sống, phát triển xã hội và an ninh quốc phòng. Năm nay nhân dịp kỷ niệm ngày 15 tháng 8 là ngày truyền thống của ngành, của tập đoàn, của bộ, thì tôi gửi lời kính chúc sức khỏe các đồng chí đương công tác, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục hiện đại hóa ngành để phục vụ tốt hơn cho kinh tế xã hội. Để bay cao, bay xa hơn nữa, ngành bưu điện Đà Nẵng cũng đã quyết liệt xây dựng các hạ tầng nhằm đóng góp vào các nền tảng chuyển đổi số quốc gia như bản đồ VMAP, nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode, sàn giao dịch thương mại điện tử Postmark. Qua đó góp phần cùng ngành bưu điện Việt Nam giữ vững được vị thế của một doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín để có thể sánh ngang với các doanh nghiệp bưu chính trên khu vực và thế giới.